Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị, cô chú, khách hàng thân thương đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường Hà Huy Giáp là đường TX48 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất có sổ hồng riêng và có chiều dài rất là dài. Lô đất có chiều ngang là 5m và chiều dài là 55m, tổng diện tích là 264m² và được chủ lên thổ cư là 55m². Và đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 5m. Đường là đường đá mi. Từ vị trí đường này chúng ta đi thẳng khoảng 100m là ra tới trục đường chính TX48. Và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 600 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Đất thì cũng được chủ đổ xà bần cao hơn với mặt đường rất là nhiều. Lô đất rất là dài, rất là thích hợp cho quý anh chị về xây một căn nhà. Còn phía sau thì chúng ta có thể lập vườn, trồng cây hoặc là nuôi gà. Phía sau đích lô đất của chúng ta là trường trung học Tôn Ngọc Vân mới vừa xây xong. Và đây là sổ hồng của lô đất. Lô đất có chiều dài là 55m, nhưng tương lai sau này sẽ có một con đường dự phóng 50m đi ngang qua lô đất của chúng ta. Và lúc đó lô đất của chúng ta chiều dài chỉ còn khoảng 13m. Nhưng đổi lại lúc đó lô đất chúng ta sẽ là mặt tiền 30m và mặt tiền phía sau. Và giá trị bất động sản lô đất của chúng ta sẽ nhân lên gấp 3, gấp 4 lần. Và nếu như nhà nước bỏ quy hoạch treo đường dự phóng đó thì lúc đó chúng ta sẽ mua được một lô đất rất là dài và giá rất là rẻ. Từ vị trí lô đất này chúng ta đi ra trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng 200m và về ngã tư ga khoảng 2 km và về sân bay khoảng 20 phút đi xe máy. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Và chủ nói giá này cũng có bớt lọc cho quý anh chị. Video review lô đất 5 x 50 giá 3 tỷ 6 pháp lý sổ hồng riêng của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.